Alo, chào anh em đẹp trai nha. Anh em khỏe không? Tôi khỏe luôn. Thì nói chung là hôm nay trong cái vấn đề mà đăng video cho anh em xem về sửa xe, hôm nay tạm ngưng bữa. Quăng video ở bên cái kênh Đinh Nguyễn 77, anh em vô coi có mấy cái video hay hay ha. Thì cái nội dung hôm nay mình nói với anh em như thế này nè. Nói chung là công việc nó rất là bộn bề, cũng như mình đăng trên cái tab cộng đồng của kênh Đinh Nguyễn 77, anh em xem biết rồi. Làm cả ngày xe nó giật, rồi xe tỉnh anh em cũng gửi về, mình cũng làm cho anh em. Rồi cái thời gian làm nó cũng ít có thời gian nghỉ ngơi quá, anh em thông cảm. Anh em thông cảm nha. Đi thông cảm, cảm thông mà. Thì rất là nhiều anh em mà vô, nói chung là anh em không biết anh em mới hỏi, anh em nào biết rồi thì mình không có nói, anh em biết rồi thì giỏi rồi, rồi chúc mừng anh em. Còn có những anh em mà đôi khi tự sửa chữa nha, có những cái việc gì nhỏ nhặt thậm chí anh em làm không có được, anh em cứ bình luận bên dưới á, ở bên cái kênh này cũng được, kênh Đinh Nguyễn 77 cũng được, mình sẽ có cách giải quyết. Nói chung từ hôm nay mình cũng suy nghĩ nát nước rồi anh em ơi, để mà tìm nội dung mà làm nó phù hợp trên cái kênh YouTube á về sửa xe thì nó khó lắm. Tại vì hai kênh ba kênh mà để sao mà vừa trả lời cho anh em, làm sao mà bấm bàn phím nổi anh em. Anh em đó, anh em vuốt coi, mà không phải một cái anh em, ví dụ như đang coi một cái video, ví dụ như anh em coi cái video đây đi, anh em bình luận ở dưới không phải đâu, anh em thấy nó lèo tèo mấy cái bình luận không phải. Tại vì trên mỗi cái kênh YouTube của mình là nó mấy trăm cái video rồi, chẳng hạn Đinh Nguyễn 77 là bây giờ nó gần 500, cái kênh này nó 300 mấy. Bên cái kênh Đinh Nguyễn 7 ngày xưa mà bây giờ nó là gió lạ đó anh em bấm vô Đinh Nguyễn 7 ngày xưa mà phát trực tiếp cho anh em xem, nó là bây giờ mình chuyển thành là gió lạ đó. Đó, nó có cái lý do mình đổi cái tên kênh chứ không phải tự nhiên nha anh em. Tại vì làm YouTube thì có thể mình tìm hiểu làm YouTube, anh em mà thông cảm. Và những cái số điện thoại mà để trên màn hình anh em thấy không, không có cái video nào giống video nào, có video 2 phút 3 phút thì thôi, vô thẳng vấn đề luôn thì không thể nào mà bấm trả lời. Có nghĩa là mỗi kênh vậy là nó mấy mấy trăm cái video. Có thể là anh em mà quen biết nhau rồi thì coi những cái video cũ rồi, rồi bây giờ là cứ đăng video mới nào lên coi thôi. Còn những anh em nào họ mới vô, họ đăng ký kênh thì họ xem những cái video cũ từ cách đây có khi cái năm rồi, họ lại bình luận. Thì ở trong YouTube á, nó có một cái mục bình luận tổng hợp tất cả những cái bình luận mà anh em biết tối, mà chọt vô cái mục đó YouTube Studio đó, là nó hiện lên mấy trăm cái bình luận luôn. Ở bên kênh Đinh Nguyễn 77 rồi kênh này nữa, rồi kênh Đinh Nguyễn 7 nữa, mình đuối luôn. Thả tim thích anh em thì không được, người ta hỏi mình không trả lời thì nó kỳ thiệt. Có nhiều câu hỏi anh em nó dễ thương lắm thiệt, có nhiều anh em vô chọc ghẹo nó cũng dễ mến lắm thiệt, vui không gặp anh em cũng buồn chứ bộ, đọc bình luận vui lắm. Thì làm sao giải quyết cái vấn đề đó, ngồi mà bấm bàn phím trả lời ẩu trả lời tả thì không được, thôi thà thả tim đi không trả lời. Thì hôm nay mình quá nhiều bình luận rồi, không trả lời cho anh em không được. Mấy hôm thì phát trực tiếp, một bữa nay phát trực tiếp cũng không nổi nữa rồi, phát trực tiếp mà ngồi một tiếng mấy cũng đuối. Đang nói ngon ơi và cái tự nhiên bên kia nhạc nó nổi lên ùng đùng đùng đùng, mà anh em biết trực tiếp rồi, nó bị bản quyền, nó bị bản quyền là cay lắm. Một cái kênh YouTube mà nó bị bản quyền thì đau cho em lắm, nhưng mấy anh để một tháng kiếm được 1 triệu 2 triệu gì cũng được đó. Thì như vậy là bắt đầu từ video này, và mình đã làm một cái video rồi trả lời cho anh em những cái bình luận trên cái kênh Đinh Nguyễn này và Đinh Nguyễn 77 rồi. Mình quăng nó bên Đinh Nguyễn 7, anh em bên Gió Lạ có làm video rồi bạn nha. Đó, anh em không tin qua coi thử coi anh em bình luận cái gì, mà thắc mắc hỏi cái gì nhiều 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 đi. Cứ hai thằng này mà up video sửa xe coi xong, anh em bình luận xong bữa sau nhảy qua thằng kia coi trả lời không đẹp không tiền luôn ha. Rồi giải nhân anh em, video bữa nay ngắn ngủi vậy thôi, thông báo cho anh em như vậy, sẽ trả lời tất cả những câu hỏi cho anh em biết thì trả lời, khó quá hỏi bạn bè mà khó quá nữa thì cho qua chứ sao, đúng không anh em? Rồi bye bye anh em nha.